បាទស្រីមកបងគ្នាសម្រាប់ការមកកាន់ channel The Call of Duty 3បាទថ្ងៃនេះដែរគឺយើងបង្ហាញអំពី sensor បាទ laser sensor របស់យើងបាទឈ្មោះនេះជា laser sensor របស់យើងអញ្ចឹង laser sensor ហ្នឹងគឺវាចាប់វាចម្ងាយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្ងាយវាគឺយើងប្រើ reflector ក៏បានគឺយើងប្រើចម្ងាយតិចចម្ងាយក៏បានដែរគឺវាចាប់រយៈចម្ងាយចិត្តបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់ reflector បាទយើងចាប់បានឆ្ងាយនេះយើងពេលមានឯងរត់កាត់មុខវាគឺវាផ្ដាច់វានឹងឲ្យសញ្ញាទៅ PC របស់យើងនេះចឹងយើងបើក PC យើងរ៉ាន់មកយើងគណិតខ្សែដើម្បីយើងមើលសញ្ញានៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរទីកោយើងរ៉ាន់មិនសិនចាំយើងមើលសញ្ញានៅកុំព្យូទ័រយើងតាមក្រោយយើងបើកវាមកអាចវាឡើងលើគឺរ៉ាន់អញ្ចឹងយើងដាក់វាសម្រាប់អានេះវាស្តុបយើងយកប្រើចង់ប្រើបតុងឯងយើងផ្នែកជាអូតូម៉ាទិកគឺវាប្រើ sensor បាទលេងប្រើបតុងប្រើចុចហ្នឹងគឺអូតូម៉ាទិកធ្វើវាតែម្ដងអញ្ចឹងមានសញ្ញាមួយគឺវា start ដូចយើងផ្ដាច់វិញក៏វា start ដែរអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាមួយសារទៀតគឺវា stop ម្ដងអញ្ចឹង startយ៉ាងណៃ stop នេះចឹងបើយើងចង់ប្រើ reflector ក៏បានដែរអូខេនេះនេះទៅយើងជឿនេះដាក់ reflector យើងយីមកយើងចាំងវាចំទៀតនេះជឿយើងប្រើ reflector នេះទៅយើងនេះអញ្ចឹងពេលយើងជោគស្តាប់ចឹងពេលយើងស្តុបវិញនេះចឹងដល់នេះឃើញពូរបស់យើងហើយយើងសញ្ញាមួយ stop ញ៉ាំទៀត start អញ្ចឹងរបៀបនៃការតសីមាវាសីមាវាគឺសីមាតខ្សែបាទអញ្ចឹងខ្សែខាងបូកគឺយើងខ្សែខាងបូកគឺពី10 volt ទៅ30 volt DC ហ៎ DC អញ្ចឹងខ្សែបើអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតែ3ខ្សែទេអញ្ចឹងខ្សែជើងជាប់នេះគឺយើងប្រើតែជើងទី2នេះបាទទី2គឺវាមានពណ៌សគឺយើងប្រើទេយើងប្រើទី1ទី3ទី4ពណ៌ brown ពណ៌ blue ហើយនិងពណ៌ black លេខ1លេខ3លេខ4ហើយយើងចង់ប្រើជើងលេខ2ក៏បានដែរយើងតាមតម្រូវការរបស់យើងយើងតមកអញ្ចឹងពណ៌ខាងបូគឺលេខ1បាទលេខ1ហើយខាងដកគឺលេខ3បាទអញ្ចឹងយើងមើលពណ៌វាលេខ1គឺពណ៌ brown បាទ brown ខាងបូbrown របស់យើងនេះខាងបូតែខាងនេះខាងបូកបូក24 volt ជួយស្រូបវាចិត្តតិចមកនេះអញ្ចឹងខាងនេះគឺបូកបាទគឺនេះ
sai brown mà brown mà dùng mương cam đá đi đi khăm ai khăn này đi mà phải dùng thiệp bia khăm ai khăn sinh nhà này dùng sinh nhà với chứ sinh nhà digital miền sinh nhà analog này cái sensor digital mà hắn này brown chứ ngập bọc kêu này khăn đỏ bị sai bây giờ mua cái đó nhưng mà sai khăm ai đi cho input lịch mùi về muối mà hàng lời nhé sai sót cứ giờ gặp thời tiếp tục chào ok nhé bây giờ to ta mà xì mà đang máu đó chỉ mười tam đang máu ok, dân dân mương cổng tơ phải dân cư cho bà chị năng tiệt bà chân dân mương cổng tơ phải dân cư dân cạch viên màu stock thôi mà nên là mấy online về đi rung sai chứ sai quá chứ ok chân dương từ mơ nó không luôn ở cùng tờ và dưỡng mà lấy dương chập là ẩm to screen chân mà chân vịt tờ và dưỡng ok chân screen và dưỡng cho bà chứ dương cái này cho chân nó chứ nó đôi dưới để đi mót, chứ vì sau bây giờ đi trên pin đi mót cũng như rằng như rằng chẳng phía xí chứ vì lột rằng này nhé chẳng đi cho giờ monitor là bây mươi thì nhá thấy lột thì nhá chẳng là đi vì phố start ấy tôi sẽ sắp từ trên phố của lưỡng mà họ start bây giờ dưới khỏi là bị khó với em phù chẳng sensor phải dưới này đúng ở sống vé cứ dưới là sensor này laser sensor và những laser sensor phải dưới start nó như chỉ phương bỏ lướt để phát đạch bình cứ phương bỏ hộp nhé chẳng phải dưới start nhé nhá tiếp về start stop nhá start stop nhá thì stop chứ cái này bị chạm màn thì dễ bị khay mà chứ bị mi chạm một cái là laser sensor nó bị chạm màn chỉ ngày ngay cầm miếng, ngay kết cầm miếng này tam và ti tăng vào dưới, tam sân vào dưới và như trong phở ngay cầm án, chết cầm bàn này và chân và ngay dương mưu là tên sơ vào dưới chân tập hết ní, có vì miếng là ní vì miếng chương mà sẽ hình chương với bùn bùn em với chân bùn xay đây chân là ní vì miếng là sợi etcha sensitivity với bán lửa ba bia đây trong chắp bán màn mệt đọc mệt hay mệt xám sắp mệt rồi mệt và tàn bình nâng nhưng mình được phết về thì nhưng cái ai sẽ đây với nó vì được chắp tạm lần này ok chứ nhưng bạn mà xa tiết mà như cái chó mít ô vào chứ start stop bà nhưng mà con ô tô một tích cứ việc đào được con này cứ dương à nó việc tăng lại phần này thôi dưới này mình được bao nhiêu nhé tôi chuyển đổi qua phần này mình được bán bà nhé
chương nhân viên đã phân năng sau một cuốn sản phẩm cả tạm nán tù sản án nơi channel lý tích khoa mươi đi sử dụng mà sau một cuốn.